Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 9, tỉnh Lai Châu đã tổ chức huy động các lực lượng ra quân giải tỏa các bãi vàng trái phép tại huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ bằng phương án dùng vật liệu nổ để đánh sập cửa hang, hầm khai thác quặng. Tại 4 bãi vàng trái phép ở xã Nong Hẻo, xã Nậm Củi thuộc huyện Sìn Hồ và xã Vàng San, khu vực Nậm Kha Á có khoảng 30 hầm vàng với kích thước khác nhau. Tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng kiểm tra khảo sát thực địa, huy động hơn 400 người băng rừng, vượt núi, vận chuyển vật liệu nổ đến các bãi vàng. Tại bãi vàng Nậm Kha Á, có khoảng 20 hầm lò khai thác sẽ được đánh sập hoàn toàn. Tại bãi vàng ở bản Nậm Xuồng, xã Vàng San, huyện Mường Tè, trong ngày 28 tháng 9, lực lượng chức năng đã cho nổ mìn phá sập cửa hầm lò sâu đến gần 200 mét. Dự kiến quá trình phá sập toàn bộ các bãi vàng trái phép sẽ hoàn thành vào ngày 5 tháng 10. Trước đó, tìm hiểu về tình trạng khai thác vàng trái phép xảy ra tại hai huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã có loạt bài vàng tặc lộng hành tàn phá những cánh rừng ở Lai Châu, phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra hàng chục năm tại đây đã hủy hoại môi trường, gây mất an ninh trật tự, gây ô nhiễm nguồn nước, hủy hoại đất sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cư dân địa phương.